Liên quan đến vụ việc sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phải ăn cơm canh thừa có dị vật, Phó Thủ tướng Lê Thành Long giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm có liên quan. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục, bảo đảm chất lượng an toàn, không để tái diễn trường hợp tương tự. Trước đó, theo phản ánh, các tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phải ăn cơm canh thừa trong thời gian học giáo dục quốc phòng an ninh. Không những vậy, một số sinh viên cho biết nhiều lần đã phát hiện ra dị vật như rán trong thức ăn. Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Ban Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội đã lên tiếng trực tiếp chịu trách nhiệm, gửi lời xin lỗi và khẳng định sẽ công khai xử lý nghiêm các tập thể cá nhân có liên quan, đảm bảo quyền lợi của người học.